Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Lỡ tay ném mất cái dao bên rồi, xong cái dao tôi ném đâu rồi? Cái dao tôi vừa lỡ tay tôi ném, nó bay đâu rồi ta? Khoan, dừng khoảng chữ ấy đây, đây. Ok, bà lại rồi, lỡ tay ném bay luôn cả giáo bên ạ. Đó, thì như tập trước mình đã cho các bạn xem là đấy, cách để sửa đồ không tốn tài nguyên. Bùm chiêu, đấy, sửa đồ cực kỳ nhanh các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì các bạn kêu là anh Mèo Pèo thử chế tạo vũ khí mạnh nhất trong Minua đi. Thì theo như thông tin mình biết là cái vũ khí hiện tại nhá, có thể coi là mạnh nhất đi. Vũ khí đơn nữa, không tính là kiểu vũ khí song kiếm hay là song giáo gì cả. Vũ khí đơn mạnh nhất bây giờ là cái búa Titan đấy bạn ạ. Cái búa Titan nó có tận sát thương tận 70 mấy, tôi không nhớ chính xác, 75 hay 76 gì đó bạn ạ. Là nó cực kỳ mạnh luôn. Hình như nó chỉ thua mỗi cái song giáo à. Ừ đúng rồi, chỉ thua mỗi song giáo năng lượng là... Hình như là song giáo năng lượng là 77, phải thua đúng một đam hội đấy. Hai cái giáo năng lượng gộp lại mới bằng hơn được cái búa Titan các bạn ạ. Nó cho nên là ngày hôm nay tôi sẽ thử thách đi chế tạo búa Titan trong Minua để coi thử xem cái búa Titan liệu có phải là vật phẩm vũ khí mạnh nhất hiện tại hay không các bạn nhá. Ok rồi, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like. Hình như tôi vừa thấy cái gì đấy nó màu tím tím, nó bốc lên đúng không nào. Ê, vừa mới đêm hư không hôm qua mà. Ủa, ơi này, hai đêm hư không liên tiếp bạn ơi. Wow, thế thì phải tranh thủ bạn ơi, tranh thủ đi chế tạo cái búa nú nè, phải tranh thủ đi chế tạo cái búa Titan ngay và luôn các bạn ơi. Như để mà lấy được cái búa Titan chúng ta cần cái hết cái nung bạc kín rồi, chúng ta cần nung bạc kín mà lại, nhưng mà hết cái để nung rồi à, hết cái nung không được bạn ơi, mình gỗ để nung phí lắm. Từ ai có những bạc từ khoan chúng ta bạc kín mà. Ôi trời ơi, chúng ta có sắp bạc kín bạn ơi, mình cần một cái cuốc bạc kín. Không có à? Ủa bây giờ không có cuốc bạc kín à? Sao có mỗi cuốc đá ta? Nè, mình có bạc kín nè. Ủa hình như bây giờ là bỏ rồi à? Không. Cuốc. À đấy, nó ở phần nào các bạn ạ? Bây giờ cái cuốc bạc kín này nó ở phần nào á? Nó không có công cụ à? Nó ở phần nào vậy? À, công cụ à, bây giờ có bấm vào đây cơ bản à, và bấm công cụ chọn phần này lằng ngoằng thế nhỉ. Ok bạn ơi, rồi. Bây giờ đi ra đảo bay nhanh bạn ơi, kiếm 5 titan hay mấy titan mình không nhớ lắm bạn ạ. Hình như công thức chế tạo mình đi cái còn 5 máu này. Chứ nhầm đường. Hôm trước là có con run cát ở đây này, có con run cát đây này. Ồ, càng thế, hôm trước là có run cát đây bạn ơi, nhưng mà tôi quên. Ơi, tôi quên không bảo các bạn là tấn công run cát lấy cái khẩu súng cát cũng ngon bạn ạ. Cái súng cát các bạn kêu là bắn phá giáp được cơ, bắn phá khiên nữa đấy. Anh em kêu là cái đại bác của run cát là có thể phá được khiên của dã nhân. Nghe có vẻ hơi vô lý bạn ạ. Không biết tin này có chuẩn không chứ. Bây giờ phải sao Titan nhìn lạ vậy? Này phải Titan ta. Ồ đúng chuẩn lắm bạn ơi. Chuẩn Titan, bây giờ Titan giờ nhìn lại nữa. Ơi, riêng cái quặng Titan bây giờ tôi cảm giác nó xấu hơn ngày trước bạn ơi. Mình thích cái quặng Titan ngày trước hơn bạn ạ. Ơi mình thích cái gì đấy? Cái gì mà bay đấy? Wow. Tôi cái này đào sao ta? Rồi sao không nhặt được luôn mà. Để phát nữa. Ấy, mày thế. Xin đi khoai này không chết bạn ạ. Kỳ lân hồi sinh chưa? Ok, hồi sinh rồi bạn ơi, ngon. Từ nha, chọn vị trí đã. Đây. Ủa, cao thế. Rồi. Ơ, bên này hết ăn à? Trời ơi, bên này hết Titan bạn ạ. Biết thêm bên sang bên kia. Bay. À, hỏng rồi. Nhảy phát nữa. Ây à, không nhảy được phát nữa bạn ạ. Cay chua kìa. Kỳ lân chết luôn nữa chứ. Rồi xong rồi không kịp bạn ơi. Bình từ nè, ê, tranh thủ bình đào mấy này trước đây, đào mấy này trước đi nhỉ? Đá bởi cái này đi, sau này là mình cần để nung đấy, nung đồ thứ bạn ơi. Quên mất đấy, hết cái thủy tinh ngưng tụ bạn ạ. Hay chúng ta gọi một cái tên dân dã là than đấy. Hết tha bạn ơi.
Mình phải làm cái này cần á. Đây hơi tối nhỉ, cảm ơn nước ấy. May mà chỗ này không có nhiều cái con sứ đồ hư không, hay cái tên cũ là người lòng đất các bạn ạ. Ủa, trứng hư không nhiều nhỉ. Ôi, nước ở đâu chảy ấy? À, tên để chảy đây. Ê, khoan, hình như là dùng, chúng ta có thể dùng khủng long để lên đúng không? Đây, 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 bạn ơi, từ từ nè. Mình có thể xài khủng long đi lên bạn. Ê, con trứng kia bạn ơi, né xa ra nha. À, ngon, kệ đi. Thì kỳ lân hồi sinh rồi bạn ạ. À, ok bạn ơi. Ôi, nhìn này, bê cái cột màu à, nhìn xấu nè. Cái cột màu vàng vàng ở trong nhìn đúng sồi bạn ạ. Nhìn cứ làm sao á. Trông nhìn nó bựa thực sự bạn ơi. Thân nhân này. Không đổi mới à? Ôi, ôi, ba tinh thể hư không để lấy một tinh thể sáng tạo không lời nha. Chưa chắc đã lời bạn ơi. Bây giờ cái tinh thể sáng tạo cũng dễ kiếm mà. Người lòng đất bây giờ kiếm dễ lắm. Không như ngày trước. Ngày trước là thường là phải đi xuống xuống để xuống Flamart á, hay còn gọi là xuống địa ngục á, để đánh các bạn ạ. Ở bởi vì người lòng đất ở trên mặt đất khá là hiếm. Bây giờ các bạn này cứ đi ra đảo bay á, ở dưới đảo bay cái vùng tối tối ấy. Đấy, đi ra một cái vùng tối tối ở dưới đảo bay một đống bên ạ, đầy người lòng đất luôn bên ơi. Thoải mái đấy, mày mày ôm ngon trung cấp này được. Được cái bộ trung cấp bạn ạ, không vào được ấy. Ủa hết à? Ê, bên này còn ai có này đây. Nhắm bên ơi, chuẩn bị về nào. Sờ cấp cho củi thế nhở. Ê, cái này nhìn nguy hiểm nha, từ từ nha. Chả biết ngay mà. Giờ làm sao nữa? À, đây. Được. Chỗ này giải quyết được nha. Đó, ok. Ok bạn ạ, đó, đoạn này vẫn giải quyết được bạn ơi. Ô, trời tối rồi này. Nên về nhà không nhỉ? Nên về nhà không ta? Nhà có bên kia đâu nhỉ? Thì được nhá. Ây da, bám tường hụt rồi. Mày mà không chết. Tôi về. 7 thì ta bình nghĩ là đủ rồi đấy. Không thiếu bạn, không thiếu đâu. Về ơi. Về. 7 thì ta là cũng một thuộc dạng ok. Ê, cái gì đây? Hết hồn. Đêm nay hình như cũng là đêm hư không bạn ạ. Mình thấy có dấu hiệu tím tím kìa. Tốt nhất là nên về bạn ơi. Đó, chưa gì đã thấy có biến rồi bạn ơi. Lần này cẩn thận nổ nhà bạn ạ. Mình phải nâng cấp xem là nên nâng cấp như gì để không bị nổ nhà bạn ạ. Cái này nung vào tay ta không ta? À, cái lò này đâu nung vào đâu. Mình quên mất. Ừ ha. Phải làm một cái lò xịn hơn bạn ạ. Đây nè, đó, lò bạc kín. Đấy. Làm một cái lò bạc kín. Thôi thì bỏ đi. Đấy, làm một cái lò bạc kín nhờ. Ok bạn ơi, rồi. Vẫn cháy này. Ông ngon bạn ơi. Vẫn đang cháy bạn ạ. Vẫn cháy cứ để nung nữa. Ở đây đang cháy cứ để nung thôi. Ok bạn ơi. Xong. Rồi mình coi xem mình sẽ chế tạo cái công cụ đúng không? Vũ khí ở trang bị à? Trang bị ý nhỉ? Búa. Mã não vân đỏ trắng mình nhớ. Ô mình không dư à? Hỏng rồi. Bây giờ kiếm đâu ra cái mã não vân đỏ trắng rồi chẳng lẽ lên trên Horat bạn ơi. Giờ phải lên trên Horat bạn ạ. Hỏng rồi. Từ từ nha. Và từ trước tiên chúng ta cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm bạn ạ. Đầu tiên mình sẽ nghiên cứu xem là cái mã não vân đỏ trắng này dùng cuốc sắt có đào được không bạn ơi. Anh em đợi tí nha, phải nghiên cứu đã. Để có gì mình phải chế cúp titan á. Đấy, xem là có cần thiết là phải chế cái cúp titan nữa không bạn ạ. Mã não vân đỏ trắng à. Đây. Nguyên thạch mã não. À, cần dùng cuốc bạch kiếm. Ok. Chỉ cần cuốc bạc kiếm được nha. Ok, vậy là cuốc bạc kiếm là xài được rồi bạn ơi. Không cần phải dùng đến cái cuốc titan. Ok. Thế có nên làm một chuyến lên trên Horat không nhỉ? Giờ mà lên Horat à? Bây giờ lại phải chế cái chip này cơ.
cũng căng đấy. Thôi, xin phép các bạn nhé. Đã là lúc chúng ta cần dùng đến quà sắp rồi nè. Phải đi một chuyến bộ thì khoảng khoảng cất đồ đó. Full đồ rồi bạn ơi. Mấy cái thịt à, nướng ấy nhỉ. Mấy cái thịt này đem nướng bạn ạ. Mấy này cất đi à. Cất, cất bạn ơi, mới cất. Cất bạn ơi, cất. Ok, rồi. Thế mình nướng thịt đấy đó. Nhiều thịt linh tinh ấy nhỉ. Mì sợ mì này, ok. Buổi tối cũng đi bạn ạ, buổi tối cũng đi luôn. Làm một chuyến nha, làm một chuyến quay lại cái chỗ đền đảo bay bạn ơi. Làm một chuyến quay lại đền đảo bay cái. Ủa, đang hơi nhiều quái đấy. Ban đêm đi là hơi. Ủa, hai cái đền đảo bay à? Ủa, hai cái bạn ạ. Nãy mình đi cái nào nhỉ? Đi cái này đúng không? Thì là Dương biết. Đấy, mình đi cái này bạn ơi. Cái đền bên kia chưa đi một. Wow, cái gì đấy? Run cát trên đảo bay. What? Oh my god. Oh my god bạn ơi. Hiện tượng là run cát trên đảo bay. Từ tôi xin phép là chụp ảnh bạn ơi. Run cát trên đảo bay. À chạy thôi. Đau quá, đau quá. Núp 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 núp. Lúc đây được rồi bạn ơi. Phát hiện run cát trên đảo bay bạn ạ. Ảo chưa kìa. Còn ban đêm nữa chứ. Ở đây ngon của Titan này, đà luôn. Ok. Ở bên này cũng có này, chỗ này nguy hiểm lắm. Ở chỗ bên này hơi nguy hiểm bạn ạ. À không, tôi đã đào được nhá. Đó, đào được. Đây. Đấy, ok bạn ơi. Rồi. Bình tĩnh, con run cát kia chưa có đồ thôi, đợi chế là cái cung đi, đánh cho bây giờ. Boom. Không được, phải mua một cái này á. Bây giờ là lúc phải dùng đến sức mạnh đồng tiền rồi. Ê! 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 Đông vậy, đông vậy. Bây giờ trốn trốn nhé, trốn các bạn, trốn cái, trốn cái, trốn cái. Em béo trốn cái. Núp, núp cái, núp cái, núp cái, núp cái. Sức mạnh đồng tiền. Ê, từ để có một kiểm tra xem là phần cái phần khuyến mại có gì mới không nhỉ. Cái này bình thường rồi, cái này mua một đậu, năm đậu. Không bán cái gì à, không bán hộp quà. Ủa nhỉ, một xu cũng được bạn ạ. Mua đi. Ui 3.000 đậu mua được skin vĩnh diệp. Cái này là từ nha, cái này để tôi nghiên cứu sau bạn ạ. Quả đậu mini à, quả hàng ngày à, không có cái nào có công dụng gì à, quả hàng tuần à, không xài đế bạn ạ. Ồ, không cần đến. Cái này mà tôi thật, cái này mà thay bằng cái pháo hoa thời tiết là tôi mua liền luôn đấy. Please Minua, hãy thay cái này bằng pháo hoa thời tiết đi mà. Là tôi mua liền luôn. Pháo hoa ngày đêm cần gì. Trời ơi. Trời ơi, nhiều sơn đẹp lắm. Ok thôi, bỏ qua vấn đề đi. Bây giờ chúng ta lấy thêm quả sao bạn nhá. Cải tép nữa. Con chú cát còn không? Quái còn không? Hello. 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 Ui, khoan, thôi. Tại sao mình phải như thế? Bí kíp sinh tồn lâu năm đây là, đây là sức mạnh của một người chơi sinh tồn kinh nghiệm lâu năm này. Sao lưu em? Chúng ta quên mất bí kíp gia truyền này ư? Mày thế chưa tốn nhiều sao bận ạ? Bí kíp gia truyền bận ơi, bí kíp gia truyền của mèo béo không béo. Lỡ tay, lỡ tay anh chú ơi, lỡ tay, cháu lỡ tay. Thôi thế cũng được. À đây rồi, đây rồi, té cái. Ê cái gì đây? Té cái. Ê, đừng. Đau thế. Về nhà cái, về nhà cái.
đừng có con nào lại gần đây cả. Ấy à. Đường về nhà là vào tim ta. Yo. Gần nhà có một cái trạm Starlink, mình nhớ vậy nhá. Gần nhà một cái trạm đấy. Ủa cái gì ấy? Cái gỗ này dùng tiếng nhở? Mình vẫn thắc mắc cái gỗ bình thường là cái gỗ này nè. Thân đấm này có công dụng gì nhỉ? À bạn cũng thế, bạn cũng phải nề nề. Ô, mà rõ ràng lúc nãy thân nấm màu trắng mà sao group đào thành màu màu này ta? Lạ nhỉ? Ồ. Nâng cấp đúng không? Nâng cấp lên cái. Ở đây bây giờ phải dùng cái này kết nối với cái kích hoạt này, kích hoạt này. Đó. Ok bạn ơi. Không bình oxy à? Ở ha đang không bình oxy bạn ạ. Ok đi. Chơi luôn. Ok. Từ. Không có bình oxy cũng đi, tốn 5 xu sao à? Tốn thế nhờ. Có khi nào đang bay thì bị con dã nhân đánh không ta? Chắc không có đâu bạn ơi. Ok 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 ok, lên kiếm cái ma não vân đỏ trắng các bạn ạ. Kiếm cái ma não vân đỏ trắng cay. Không biết là hư không ở trên đêm hư không ở trên Horus vẫn thế bạn nhá, không có gì là sắc cả. Hello. Đéo đéo, thấy ma não vân đỏ trắng bạn ơi. Chắc mình tranh thủ đào mấy cái luôn bạn ạ, đào vài cái luôn. Mà mình sẽ cần đi kiếm quả oxy rồi đó. Đây đây, lấy quả oxy bận ơi, cần một chút oxy ấy. Đó, cần một chút oxy bận nha. Ơ, mày thêm mấy con này không đánh mình à? Cái hạt giống này. Ủa, cái này đâu phải đâu, cái này không phải bận ơi. Khoa bình từ từ. Để mình kiểm tra xem là dưới này có gì hay không nhá. Cái kia đào được này. Đào cái này về trang trí bận ạ. Cái này thôi nhá, đâu đào đâu. Đây có quái đấy, biết ngay mà. Mày này. Ơ sao? Thế rồi. Song kiếm, ô, quên mất là không cầm song kiếm ra bạn ạ. À có mà. Chết. Đá run là bản thiết kế. Phế thế nhờ mà. Cho cái bản thiết kế là không cần thiết nhất bạn ạ. Củ nhất luôn mà. Đúng đời, đèn thế. Cho cái đúng củi bạn ơi, bề bề có này. Đó bạn ơi, đào tầm khoảng là gần chục viên đi, sau này cần thì đỡ phải lên lần nữa bạn ạ. Đó, mặc dù quặng bầu xanh lá cây nhưng mà chúng ta lại đào ra một cái màu hợp bạn ạ, nhìn nhá. Đỏ trắng với vân đỏ trắng bạn ạ. Quặng màu xanh lá cây tên là đỏ trắng nhưng mà đào ra một cục màu hồng trắng. Ồ, hay chua. Hay chua kìa. Ủa, bên này không có oxy à? Ngon. Ok, 7 viên rồi này. Đào thêm 3 viên nữa ở té nha. Chúng ta xin phép là rút lui nhá. Ui, chính ra đào cái ma não vân đỏ trắng này được nhiều kinh nghiệm phép bạn ạ ơi. Cái ma não vân đỏ trắng này để farm kinh nghiệm được bạn ơi, nhìn này. Lên sao cực kỳ nhanh bạn nhìn nhá, đào một cục này. Đó thêm không? Ui, đào một cục á, ok xem một cục á. 2 cục này. Ok chưa, 3 cục này. Ok ui, đào tầm 5 cục là lên một level bạn ạ. Ôi được đấy chú nhờ. Đây chính xác ra, chính xác ra. Thấy chưa, ui. Lên level nhanh thực sự bạn ơi. Wow. Mình xin phép là farm level một chút nha. Wow, đào cái này lên level nhanh thế bạn đấy, bạn nào mà không có nhiều quả sao thì có thể lên trên này farm level bạn nhá. Đấy. Bỏ ra 5 sao để lên trên này để farm lại 15 sao à. Wow. Là một pha đầu tư có lời nha. Này bướm đào một tí rồi. Đào một tí mới lên một đống sao bạn ơi. Thôi ok, có thể đủ bạn ạ. Quá nhiều rồi, 22 cái đủ bạn ơi. Té bơi, mày bao té cái. Em mới sửa đồ cái. Ok, ok. Cất đồ cái. Không biết là cất gì ta. Mấy cái ngô này mình chưa cần đến. Mấy này bỏ tạm cất đi này. Ok bơ, rồi thế này ấy nhở, tạm thời này đã. Cái kiếm đá bây giờ có đâu xài đến đâu. Ok, rồi. À, cái mình trang trí cái nhở. Cái này mình sẽ trang trí ở bên này nhé. Đó,
Rồi. Ok, chiến đấu không công cụ nhỉ? Trang bị này. Búa này. Búa Titan, vật phẩm mạnh nhất, 76 đam. Wow! Wow, quá mạnh luôn. Sao không? À chết. Đã đốt lửa đâu bên đây. Ngáo thế nhỉ? Lửa thì chưa đốt bên ạ. Ok chua, vật phẩm mạnh nhất là đây chứ đâu. Đâu rồi, mấy con dã nhân trước núp mờ cho mình thử sức mạnh cái. Thử sức mạnh cái nào, lại đây, lại đây. Một búa đắm say, boom. Đánh hơi chậm nè, đánh chậm vãi. Ừ, đam to mà đánh hơi chậm rồi nè. Cảm giác delay quá nè. Ừ, đánh hơi chậm nha, nhìn nó chém này. Cho. Ừ, đam to mà đánh chậm, à, bảo sao đam to thế. Hóa ra là vì đánh chậm bận ạ. À, đam to nhưng mà lại đánh chậm à. Chí mạng này. Đánh đầu đúng không? Ủa, không chí mạng à? Ủa, đánh chậm thật bận ạ. Đánh chậm thật đấy. Nhảy lên đánh không? Nhảy đánh. Chí mạng. U không chí mạng à? Làm mà chí mạng nhỉ? Ủa mới chí mạng ở trong 19 đam này. Wow. Không biết là ghép hai cái búa lại thì nó đánh nhanh hơn không bận ạ. Ừ. Cái là tôi không do bận ạ. Cái này ok. Bây giờ mình sẽ thử quay, mình sẽ test thử một chút nữa, thử test một chút ở bên chế độ sáng tạo đi. Cái này chúng ta cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm bạn ạ. Mình nên test thử một chút xem mà hai cái búa ở trong hai cái búa ghép lại thì nó có đánh nhanh hơn không bạn ơi. Tôi cũng hơi tò mò đấy. Bây giờ là lúc chúng ta cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nè. Cái búa với cái khiên bị trừ đau nhỉ? Mình coi lại em nào, kiểu búa cái khiên đúng không? Búa khiên bị trừ đam bạn ạ. Ừ, tại sao cái hợp búa với khiên lại bị trừ đam nhỉ? Bạn nhìn nhá. Cái này tôi đang vẫn trước giờ tôi vẫn thắc mắc bạn ạ. Cái gậy gỗ này 25 đam, ừ, cái hợp với khiên bị giảm đam đi. Ừ, đa phần những cái đồ mà ừ, này bị giảm đam đi, bởi kiếm này là 21 này. Ừ, giảm đam, ừ, kết hợp với khiên bị giảm đam nhiều khi còn đánh chậm hơn bạn ạ. À không, cái kiếm này 20 đam nhưng kết hợp với khiên thì lại lên là 21 đam. Ờ, nhưng mà cái búa lại kết hợp lại bị giảm đam à. Cái kiếm năng lượng 58 này đó, bình thường cái kiếm năng lượng này có bao nhiêu đâu, 54, nhưng mà kết hợp lại được tăng đam à, lại phải kết hợp chuẩn với bên ạ. Ừ, cái này không, cái búa là chỉ thua mỗi hai cái giáo ở bên ạ. Ok, bấy thử nhé, bây giờ mình sẽ thử nhé, làm một cái thí nghiệm nhé, xem là liệu nó có đánh nhanh hơn không. Nếu mà nó đánh nhanh như kiếm thì mình sẽ dùng hai búa bạn ơi. Đam khá là to bên ạ. Mình hiểu lý do vì sao rồi, hiểu lý do vì sao mà hai búa là đam vẫn thế, nhưng mà chắc là đánh nhanh hơn đúng không? Hai búa đam vẫn vậy, nhưng mà chắc chắn là phải đánh nhanh hơn thì ta mới dùng chứ. Chứ mà, nếu mà tốc độ đánh vẫn thế thì nó làm gì nhỉ anh em nhỉ? Làm năng lượng này. Ok bên ạ, thử em nào. Phải chuyển chế độ trò chơi bận á, để sáng tạo không chuẩn đâu này. Thấy không? Để sáng tạo không chuẩn đâu. Này. Ơ. Sao nhanh vậy? What? Ủa? Ủa sao nhanh vậy? Chế độ trò chơi mà vẫn nhanh à? Này nhanh quá rồi, phải chuẩn sinh tồn cơ. Này, này thì nhanh quá bận ạ. Này không chuẩn rồi. Các bạn nhỉ, đập này. Đập nhanh cái này, ừ nhờ. Bây giờ chuyển chế độ trò chơi nhưng mà nó vẫn nhanh, bận nó vẫn nhanh. Làm nào để test chuẩn cơ, cái này mình nghĩ mình phải chế thôi. Thử nào. Cái này chắc là tôi sẽ phải chế ở trong sinh tồn xem mà liệu rằng nó có gì thay đổi không bạn ạ. Ok rồi, thì tập này chắc là mình nghĩ là xin phép được kết thúc thôi đấy. Theo các bạn liệu rằng là hai cái búa nó có đánh nhanh hơn một cái búa không, để lại có mình dưới này như này. Nhìn, trong một như này. Chậm không? Nó đánh rất là chậm bạn ạ, đánh cực kỳ chậm luôn. Nó khác với cái việc các bạn chuyển chế độ trò chơi nha, đó. Đánh ở trong sinh tồn mà nó khác với cái việc ở chế độ trò chơi bạn ạ, giờ tôi biết đấy. Ok rồi thì video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.